Không biết là từ giờ đến cuối năm 2024 và sang 2025 thì màn hình ultra wide có trở thành trend hay không? Nhưng mình thấy bây giờ có rất nhiều những mẫu màn hình ultra wide xuất hiện ở trên thị trường này. Căn bản là ngày xưa đắt quá nên anh em không mua. Về sau hãng đặt ban đầu giá cũng khá cao, về sau thì hãng hạ xuống thành ra là kiểu anh em game thủ dễ tiếp cận hơn. Nhưng ở đây mình không phải là mẫu ngày xưa nhá. Đây là mẫu mới với tấm nền OLED đến từ thương hiệu rồng lộn hay thương hiệu của MSI. Anh em game thủ hay gọi vui là như thế đấy. Và tên mã của mẫu màn hình này là MSI MAG34CQ PX QD OLED, tên vô cùng dài, và chúng ta hãy cùng nhau phân tích là ngoài cái tên dài và cái kích thước màn hình dài ra nữa thì chúng ta sẽ có những gì đi kèm theo và cái danh sách công nghệ nó có dài hay là không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với cái thiết kế bên ngoài đi. Mình muốn nhấn mạnh lại một chút về cái thiết kế bên ngoài trước khi mình đề cập đến những yếu tố bên trong. Cái thiết kế bên ngoài đây là một trong những cái đập vào mắt người dùng đầu tiên và quyết định rằng là chúng ta có muốn mua màn hình hay không. Thì màn hình này sẽ có mức giá tương đối là ấn tượng đấy, và vì thế cái thiết kế cũng sẽ ấn tượng theo. Chúng ta sẽ có một cái chân đế ở đây. Chân đế ở đây là chân đế màu xám và chân đế là từ kim loại, vô cùng là mát lạnh khi mình sờ vào. Ban đầu thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một chân đế theo dạng là kiềng ba chân, nhưng nhìn thực tế ra thì gọi là kiềng bốn chân. Thiết kế thì vẫn sẽ theo dạng hình chữ V. Và với chân đế được thiết kế như này thì có đảm bảo yếu tố vững chãi khi mà sử dụng hay không thì đây, mình lắc. Màn hình thì tất nhiên sẽ đung đưa theo bàn rồi, nhưng khi mà mình lắp vào, bởi vì thông thường sẽ lắp theo cái dạng ngàm thôi, thì mình lắc cả cái mẫu màn hình này thì màn hình chúng ta sẽ không bị đung đưa quá nhiều. Và vì thế anh em có thể yên tâm khi mà trong quá trình chúng ta chơi game, mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta gõ mạnh ở trên cái phần là bàn của chúng ta thì cũng không gây ảnh hưởng đến cái mắt nhìn khi chúng ta nhìn trực tiếp vào cái phần màn hình. Ở phần đằng sau thì sẽ có một chút những cái thiết kế đặc biệt một tí để đảm bảo được cái việc là khi mà chúng ta nhìn vào vẫn thấy được cái logo của MSI. Có một cái yếu tố có thể là mình sẽ đề cập thêm thôi, bởi vì là sẽ không được show up ra ngoài. Bên trong cái mẫu màn hình này thì MSI có đề cập đến một việc là cái phần heat sink để tản nhiệt cho cái tấm nền ở bên trong ấy đã được làm lớn hơn rồi, và sẽ đảm bảo yếu tố là chúng ta sử trong một thời gian dài sẽ không bị cái tình trạng bị nóng lên này, và qua đó cũng đảm bảo được yếu tố về mặt độ bền. Đấy là phần trên mặt lý thuyết, còn thực tế thì phải sử dụng anh em mới có thể biết được. Cái phần mình đánh giá khá cao của mẫu màn hình này, cái này liên quan vấn đề yếu tố cá nhân thôi, đó chính là về phần dây nguồn. Dây nguồn đây sẽ không đi theo kèm với adapter rời, bởi vì adapter đã tích hợp ở thẳng ở trong màn hình rồi, và chúng ta sẽ cần chỉ phải cắm cái dây ba chân thôi, mình hay gọi vui là dây nồi cơm điện vào để có thể sử dụng. Thì khi mà chúng ta cắm vào ấy, anh em biết có thêm một cái điều gì tuyệt vời hơn không, là cái mẫu màn hình này có cổng USB Type-C. Dĩ nhiên rồi, chúng ta có thể là xuất hình ảnh này, nhưng cái cổng USB Type-C này sẽ có hỗ trợ thêm là Power Delivery với cái công suất tối đa là 98W. Với công suất tối đa là 98W thì sẽ tương tự với cái cổng là Thunderbolt 4. Và với những cái mẫu laptop của anh em ấy mà có hỗ trợ cái việc là sạc thông qua cổng USB Type-C ấy, thì đây là một chọn option là vô cùng tốt và tiện với rất nhiều người. Chúng ta cắm cổng USB Type-C này, vừa xuất hình vừa sạc luôn được cho máy, nó gọi là một công đôi việc. Hãy quay trở lại vấn đề chính đi. Chúng ta đang quan tâm yếu tố là tấm nền đúng không? Tên rất dài, 34 inch, thì 34 là từ đầu bên trên cho đến cái đường chéo ở đây là 34 inch, và cái màn hình của chúng ta ở đây thì nó sẽ là màn hình hơi cong nhẹ một chút. Nói chung là nếu anh em nhìn lướt qua có thể nghĩ rằng đấy là màn hình phẳng, nhưng chúng ta nhìn kỹ hơn thì đây sẽ là màn hình cong với cái kích thước là 34 inch như này, với tỷ lệ là 21:9 thì bên trên là 21, cái cạnh ngang là 21 đơn vị, còn cái cạnh dọc là 9 đơn vị. Kích thước sẽ lớn hơn và tương đương với việc chúng ta gần như có hai màn hình 24 inch để đặt cạnh nhau. Yếu tố thực tiễn khi mà sử dụng ở đây là gì, là chúng ta có thể là xem những cái bộ phim mà chiếu ở trên rạp ấy,
với tỷ lệ là 219 thì sẽ không bị cái dải đen ở trên dưới này. Chúng ta chơi những cái tựa game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại thì có thể nhìn được cái map vô cùng rộng và bao quát này. Chúng ta chơi những tựa game thế giới mở thì có thể nhìn được hai bên. Và một cái điểm yếu cố hữu của bất cứ mẫu màn hình với cái tỷ lệ là 219 đó là chúng ta chơi những cái tựa game hỗ trợ tỷ lệ 16:9 thôi thì sẽ bị dải đen ở hai bên, hoặc là những bộ phim kiểu là truyền hình ấy thì cũng sẽ xuất hiện dải đen ở hai bên. Cái tấm nền bên trong được sử dụng ở đây là tấm nền OLED và là tấm nền OLED thế hệ thứ ba. Nói về thế hệ thứ ba thì hãng có đề cập đến cái việc là màu sắc đã được cải thiện hơn so với thế hệ đầu tiên này, cái độ bền cũng sẽ được tăng theo. Còn thực tế ra thì đây là những điều mà hãng nào cũng nói thôi. Mình thì mình chưa có đủ thời gian trải nghiệm, có thể là sau một năm mình trải nghiệm mình có thể review lại cho anh em thì sẽ tốt hơn. Cái mà mình nhìn được ở đây ấy là cái phần màu sắc mọi thứ là rất đậm. Đây là một trong những cái điều mà bất cứ một tấm nền OLED nào cũng có, đó chính là về phần màu sắc nhìn vô cùng đậm, tức là nhìn nó sẽ có thiên hướng gọi là hơi nịnh mắt một chút. Thì điều này khi mà anh em chơi game ấy nó cũng sẽ mang lại cái trải nghiệm là khá tốt. Còn khi mà chúng ta làm việc, anh em sử dụng cái mẫu màn hình này để làm một số những cái công việc như kiểu là về màu, là edit video hay chỉnh sửa hình ảnh ấy, thì anh em cũng cần lưu ý một chút là anh em nên có một mẫu màn hình để anh em đối chiếu màu. Bởi vì khi mà chúng ta làm trên này nhìn trên màu có sẵn nó đẹp quá rồi thì khi mà chúng ta đưa sang những thiết bị khác ấy thì đôi khi lại không được như ý anh em. Cái này là cái anh em cần phải lưu ý và nhớ để có thể sử dụng được một cách hiệu quả hơn. Còn khi mà chúng ta chơi game ấy thì cái tấm nền OLED như này, lợi thế đó là về phần độ trễ của sản phẩm đạt được là 0.03 mili giây. Và dĩ nhiên rồi, để đạt được 0.03 thì anh em sẽ cần phải bật một số tính năng, và tính năng đấy nó có hỗ trợ ngon với anh em hay không thì tùy mắt từng người nha. Có người nhìn cái độ trễ thấp như này thì cảm thấy là chơi game nó sướng thoải mái, còn một số anh em cảm thấy là kiểu là cái hỗ trợ cái độ trễ thấp này nó làm cho anh em mỏi mắt. Cái này thì mình sẽ không thể nào đưa ra nhận xét chính xác cho anh em được. Nhưng tổng thể lại chúng ta vẫn sẽ có cái gì? Đó chính là cái độ phân giải là Quad HD này, gọi là 2K Plus ấy, để có cái nhìn là nét khi mà chúng ta chơi game này. Tần số quét là 240Hz. Những cái thông số ấy thôi là đảm bảo được yếu tố tốt cho anh em rồi. Và với cái tấm nền như này, MSI có đề cập thêm một cái yếu tố nữa, anh em biết AI đúng không? Nhưng mà tất nhiên màn hình này gọi là màn hình AI thì nghe nó không chuẩn cho lắm. Thì màn hình này sẽ có hỗ trợ một cái tính năng có tên gọi là Game Intelligence. Cái tên cũ của cái phần mềm này có tên gọi là Game OSD. Thì cái Game Intelligence này nó sẽ có cái chức năng như nào? Cái chức năng ở đây là việc điều chỉnh cái mẫu màn hình này. Tức là cái phần mềm đấy không phải là cái màn hình nào hỗ trợ nha. Màn hình đấy nó phải có phần cứng bên trong để hỗ trợ của MSI ấy. Thì cái tính năng đấy nó sẽ giúp cho việc là anh em có thể chỉnh được cái màu sắc ở trong game này. Khi mà anh em thoát ra, anh em chuyển sang tựa game khác ấy thì màu cũng sẽ chuyển theo, thay vì là màu mặc định đi theo game. Và cái này anh em sẽ cần phải cài trên máy và cắm dây màn hình, xong khi đấy máy tính ấy, với màn hình chúng ta sẽ tự điều khiển và anh em sẽ không cần phải lo lắng. Đây là một trong những cái đảm bảo được yếu tố là trải nghiệm người dùng sẽ được nâng cấp nếu như người dùng tận dụng được hết những công năng. Và nếu anh em nào không tận dụng được hết công năng, chúng ta vẫn có mẫu màn hình với cái tấm nền là OLED này, xem phim, chơi game cực kỳ nịnh mắt này, tần số quét là 240Hz và cái độ trễ là vô cùng thấp, có cả cổng USB Type-C để sạc cho những thiết bị khác nữa. Mỗi tội là giá em này sẽ hơi cao một chút khi so với những mẫu màn hình khác. Và nếu anh em nào mà đang quan tâm thì dĩ nhiên rồi, cái đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau.